Vaccine dịch vụ vẫn là đề tài nóng trong những ngày gần đây. Đúng 9 giờ sáng ngày hôm nay, chỉ hơn 3 phút sau khi website của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội khởi động thực hiện việc đăng ký tiếp nhận tiêm vaccine Pentasim qua mạng, hơn 3.200 liều đã được đăng ký hết. Đến thời điểm hiện tại, đã có 6.060 liều vaccine Pentasim được đăng ký thành công qua các website của Phòng Tiêm chủng 131 Lò Đúc thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội và Phòng Tiêm chủng của Polivac. Vợ chồng chị Lê Hà Dung ở Đống Đa, Hà Nội đã túc trực ở nhà lúc 9 giờ sáng nay để đăng ký tiêm vaccine dịch vụ Pentasim cho con mình. Rất may mắn, chỉ sau 3 phút, anh chị đã đăng ký thành công ở số thứ tự 1149. Thì tôi vào một ba nút Lò Đúc nhưng không đăng ký được. Thì rất may khi đấy thì vợ chồng tôi có vào chỗ trung tâm y tế dự phòng ấy. Thì lại đăng ký thành công, nhưng mà cái mới có 9:01 thôi mà tôi đã đăng ký là đã số thứ tự của tôi đã là hơn 1.000 rồi. Theo thông tin cập nhật, vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, trong website của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, tại thời điểm đăng ký có 74.798 lượt truy cập. Sau 3 phút 40 giây mở mạng, đã có 87.165 truy cập và 3.200 người đã đăng ký thành công tại trang web này lúc 9:03:40. Cũng tại thời điểm trên, các website của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Phòng Tiêm của Polivac cũng lần lượt tiếp nhận. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu được ít phút, các website này đều báo lỗi do lượng người truy cập đăng ký quá đông cùng một lúc. Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, sau khi khắc phục, đến 16 giờ chiều nay, đơn vị này mới hoàn tất việc đăng ký 1.600 liều Pentasim. Bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày hôm nay, thì cái trang web để đăng ký phiếu tiêm chủng đã được mở và đã hoạt động. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được cái thông báo là ở cái thời điểm khoảng 4 giờ thì cái số phiếu đăng ký cũng đã hết. Tức là tổng số có khoảng 1.600 phiếu đăng ký thì đến từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều thì đã hoàn thành. Ở cái thời điểm chúng ta bắt đầu mở cái hệ thống đăng ký tiêm chủng thì rất nhiều người truy cập vào cái hệ thống đó. Cho nên là cái tốc độ đường truyền nó rất chậm. Tuy nhiên là vẫn có những cái khách hàng vẫn có thể đăng ký được. Tất nhiên là cũng phải kiên trì một chút. Như vậy, cả ba đơn vị này đã đăng ký hết số vaccine được phân bổ là 6.060 liều Pentasim. Và bắt đầu từ 7:30 sáng ngày mai 30 tháng 12, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ triển khai tiêm cho những trẻ đã được đăng ký theo đúng số thứ tự. Từ ngày 4 tháng 1 năm 2016 đến ngày 11 tháng 1 năm 2016, Phòng Tiêm chủng 131 Lò Đúc của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ triển khai tiêm với số lượng 200 trẻ một ngày. Tuy nhiên, với số lượng vaccine dịch vụ có hạn như hiện nay, thì ngành y tế vẫn yêu cầu các cơ sở tiêm chủng phải tiêm song song cả hai loại vaccine dịch vụ và vaccine tiêm chủng mở rộng để đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Trước sự khan hiếm săn tìm vaccine dịch vụ Pentasim của người dân, ngay trong chiều ngày hôm nay trên một số diễn đàn đã có người giao chuyển nhượng suất đăng ký tiêm vaccine Pentasim. Tuy nhiên, các cơ sở tiêm chủng khẳng định, ngay từ khi chốt phương án đăng ký trên mạng, các điểm tiêm đã thống nhất làm sao đảm bảo minh bạch, công bằng và đúng đối tượng tiêm. Vì vậy, phiếu đăng ký tiêm chỉ có giá trị trong ngày hẹn với đúng thông tin trẻ được cung cấp trên phiếu. Mọi trường hợp chuyển nhượng phiếu tiêm thông tin đăng ký không đúng tên trẻ, tên người giám hộ thì sẽ không được triển khai tiêm. Trước khi tiêm chủng, cán bộ y tế sẽ làm thêm nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu thông tin trên phiếu với giấy tờ mà người nhà mang đến.